Cô có ghi nhớ như sau. Các con cùng quan sát và lắng nghe này. Cô muốn tìm số thứ n của một dãy cách đều thì cô làm như thế nào? Đây được gọi là dãy số tăng dần. Thì cô sẽ thực hiện theo một công thức như sau. Số thứ n bằng số đầu cộng với khoảng cách nhân với mở ngoặc số thứ n trừ đi 1 đóng ngoặc với dãy số tăng dần. Cụ thể, cô sẽ làm như sau để các con cùng thực hiện. Cô muốn tìm số thứ 8 của cái dãy này, vậy cô sẽ tìm như thế nào? Số thứ 8 của dãy số là, các con quan sát kỹ nhé. Ở trên này các con thấy đây là một dãy số cách đều, và ở buổi trước thì cô đã nói với các con dãy số cách đều là một dãy số mà các số đứng liền nhau, chúng hơn kém nhau một khoảng cách nhất định. Cụ thể, đây là một dãy số chẵn và mỗi số đứng liền nhau, chúng hơn kém nhau là 2 đơn vị. Từ số 2 đến số 4, chúng ta cộng thêm 2 đơn vị. Từ 4 đến 6 ta cũng cộng 2 đơn vị. Và cứ như vậy thì khoảng cách của chúng cách đều là 2 đơn vị. Thì khi đó người ta gọi là dãy cách đều. Bây giờ cô muốn tìm số thứ 8 của cái dãy này thì cô sẽ áp dụng cái công thức ở đây. Số thứ 8 sẽ bằng thế nào? Số thứ 8 sẽ bằng số đầu tiên của dãy là số 2. Và đây là dãy số tăng dần các con nhé. Ta lấy 2 nhân với khoảng cách. Khoảng cách giữa hai số liền nhau là 2. Nhân với số thứ 8 trừ đi 1. N trừ 1. Và cô sẽ có kết quả.